Làm gì mà như ma đuổi theo long áo? Em vừa phát hiện được một thứ. Gì vậy? Anh biết rồi nhá, chuột này không lừa được anh đâu. Không, em nói thật mà. Thế đâu? Ở trong cặp em đây này. Trước hôm nay thật là kỳ quái đấy Nam Áo. Thế Nam Áo cũng ở đâu? Em thấy nó ở đằng sau trường học anh ạ. Lâm Ngáo có nhìn thấy, có là nhìn thấy không? Chưa kìa. Có. Em thấy gì? Anh lắm vào chân em. Ý là ở đằng kia kìa. Màu giao chiếc hộp đấy cho ra. Chiếc hộp này là của chúng tôi sẽ không giao nó cho ông đâu. Các người chạy không thoát đâu. Nếu các bạn thấy hay, hãy ủng hộ cho mình một subscribe nhé.